Bảy phẩm địa ngục. Bấy giờ Xá Lợi Tử bạch Phật: Bạch Thế Tôn, nên biết Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa, tức là tánh trí nhất thiết, có thể thành tựu hoàn toàn trí nhất thiết trí ư? Khi ấy Phật dạy Xá Lợi Tử: Đúng vậy, đúng vậy, đúng như lời ông nói. Xá Lợi Tử lại bạch Phật: Bạch Thế Tôn, Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa có thể chiếu sáng tất cả nên phải kính lễ, không bị các pháp thế gian làm ô nhiễm, có thể trừ hết tối tăm phát ra ánh sáng rực rỡ, thường đem lại sự lợi lạc an vui cao tột, làm cho những người mù được mắt sáng, làm ngọn đuốc sáng cho kẻ bộ hành trong đêm tối, đưa kẻ lạc đường quay về nẻo tránh, hiện rõ tánh các pháp tức là Niết Bàn, chỉ rõ tất cả pháp không sanh không diệt là mẹ các đại Bồ Tát, là chỗ nương tựa che chở cho những kẻ không chỗ nương tựa che chở, trừ tất cả khổ não của sanh tử, khai thị các pháp lấy vô tánh làm tánh, có thể làm cho chư Phật chuyển xe pháp vô thượng đủ 3 lần với 12 hành tướng. Bạch Thế Tôn, đối với Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa, các đại Bồ Tát nên trụ thế nào? Bấy giờ Phật dạy Xá Lợi Tử: Đối với Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa, các đại Bồ Tát nên như Phật mà trụ, suy nghĩ kính thở Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa như suy nghĩ kính thở Phật. Khi ấy trời đế thích thầm nghĩ: Do nhân duyên gì hôm nay Xá Lợi Tử hỏi Phật việc này? Nghĩ rồi liền hỏi Xá Lợi Tử: Vì duyên cớ gì mà tôn giả hỏi việc ấy? Xá Lợi Tử bảo trời đế thích: Trước đây Đức Phật Thế Tôn đã nói, các chúng đại Bồ Tát được phương tiện thiện xảo của Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa hộ trì, nên đã khởi lên sự tùy hỷ hồi hướng tương ưng các việc phước nghiệp, mau chứng đắc trí nhất thiết trí, hơn hẳn các Bồ Tát tu bố thí, tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, Bát Nhã và các căn lành có sở đắc. Do nhân duyên ấy nên hỏi việc này. Này Kiều Thi Ca, như hàng trăm hàng ngàn kẻ mù là bẩm sinh, nếu không có người mắt sáng dùng phương tiện dẫn dắt, thì dù gần đi nữa cũng không đi đúng đường, huống gì ở xa, có thể đi đến được thành lớn giàu có an vui. Cũng vậy, năm Ba La Mật Đa trước, như kẻ mù bẩm sinh không thể đạt tới chánh đạo của Bồ Tát, huống là có thể chứng nhập thành Niết Bàn, nếu không có Bát Nhã Ba La Mật Đa, tức là người sáng mắt dẫn đường. Này Kiều Thi Ca, năm Ba La Mật Đa, bố thí, vân vân, phải dựa vào Bát Nhã Ba La Mật Đa gọi là người có mắt, lại nhờ sự hộ trì của Bát Nhã Ba La Mật Đa gọi là đến bờ kia. Khi ấy Xá Lợi Tử bạch Phật: Bạch Thế Tôn, đại Bồ Tát phát khởi Bát Nhã Ba La Mật Đa như thế nào? Phật dạy: Này Xá Lợi Tử, các đại Bồ Tát phát khởi Bát Nhã Ba La Mật Đa như phát khởi sắc thọ tưởng hành thức. Này Xá Lợi Tử, như năm thủ uẩn không thể phát khởi, Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa cũng nên biết như vậy. Này Xá Lợi Tử, như năm thủ uẩn chẳng phát khởi nên gọi là phát khởi, Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa cũng lại như vậy, chẳng phát khởi nên gọi là phát khởi. Xá Lợi Tử bạch Phật: Bạch Thế Tôn, các đại Bồ Tát phát khởi Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa như vậy vì thành tựu pháp gì? Phật dạy: Này Xá Lợi Tử, các đại Bồ Tát phát khởi Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa như vậy thì hoàn toàn không có sự thành tựu đối với tất cả pháp, không